Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 4 phỏng vấn đặc biệt với cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Về tình hình biên giới của phe phòng thủ và những chuẩn bị của phe xâm nhập, những đòn thù đầu tiên, đòn tâm lý, đòn bạo lực và cách đối phó với đòn thù của đại úy Nguyễn Hữu Luyện khi sự thực đã phơi bày. Như vậy thì ông giải bài toán nó như thế nào một khi mà mình bị bắt và mình có thể nói là tù nhân, thì cái việc thứ nhất là mình có thể nói là chắc chắn là sợ, và việc thứ hai là thất vọng, việc thứ ba là cô đơn, thì lúc mà bị bắt cái cảm tưởng của ông như thế nào? Tuy rằng tôi là sĩ quan huấn luyện viên, nhưng mà những tình thế Mỹ người ta nắm, mình không biết gì cả. Mình chỉ biết huấn luyện đi, gửi ra những các cái thông tin về các toán đã bị đi, bị bắt hay là không bị bắt, hoặc là tới Việt Nam không biết. Người Mỹ họ sử dụng, họ cho mình biết gì thì mình biết cái đó thôi. Thành ra tôi tuy rằng huấn luyện ở đó, nhưng mà tình hình những toán đi không biết gì hết. Thì mình cứ nghĩ rằng bây giờ họ đang hoạt động, mình ra mình nói tiếp với nhau. Nhưng khi mà những buổi thuyết trình trước khi đi thì người Mỹ họ cũng cho mình có một cảm giác rằng ở ra đấy thì tổ chức của mình nó cứ như thế, an toàn, ra đấy mình làm công tác cũng như là Việt Cộng nó xâm nhập mình thôi. Nhưng mà sự thật không phải. Cái biên giới của Việt Cộng, mỗi một người dân tộc thiểu số họ là một tình báo viên. Thành ra khi mà đi vào trong rừng đã tiếp xúc với dân, hoặc là để dân nó biết đồng tích của mình, là coi như mình bị bắt rồi. Tại vì Việt Cộng nó bảo vệ cái biên giới nó kỹ lắm. Vì vấn đề chi tiết phải nói cả tháng không hết. Nhưng chỉ biết là biên giới của mình thì bỏ ngỏ. Nhưng mà trái lại, cái biên giới của Việt Cộng, một con bò mà lạc vào đấy nó cũng biết. Những người dân tộc thiểu số họ rất trung thành với cái chế độ của Việt Cộng. Khi tôi bị bắt thì tôi cứ phải nói là tôi quá ngây thơ về vấn đề tình hình địch. Không biết gì cả. Cứ nghĩ rằng mình, người dân ở địa phương đó cũng như người dân ở Việt Nam mình, cả một đơn vị Việt Cộng vào họ cũng chả cần báo chính quyền, không cần biết. Nhưng mà mình một con bò mà khác mà vào cái địa phương đó là nó biết rồi. Khi mà ông bị bắt như vậy thì ông có nghĩ gì đến chuyện, ông có còn ngây thơ như là nghĩ là mình sẽ được về hay mình sẽ được thả, hay là Mỹ nó sẽ làm gì cứu mình, hay là mình, ông nhìn về tương lai như thế nào? Cái vụ này thì nó hơi dài dòng một chút, là cái đơn vị mà bắt thì nó lại thuộc, nó là việc của Bộ Công an. Thế thì nó giam mình một chỗ, nó để cho mình có những điều kiện rất là dễ thở. Vì đấy chưa phải là nhà tù, thì Bộ Công an nó còn quản lý. Thế khi nào mà nó làm những công tác điều tra xong xuôi rồi, tất cả mọi cái, thì nó mới chuyển mình về nhà tù. Thì lúc bây giờ mình mới là tù. Còn trong thời gian nó còn đang khai thác, nó đối xử rất là lịch sự. Cái đó là một cái thủ thuật phải kinh qua rồi mình mới có thể biết được. Khi bị bắt thì mình tưởng bọn nó cũng lịch sự, nó cũng, nhưng mà không phải. Khi về nhà tù rồi nó coi mình là một thằng tù, nó đối xử mình cũng như là những cái tên tù trộm cắp thôi, nó cũng không có một sự khác biệt ăn uống rồi sinh hoạt, và cái nó rất là dã man. Nhưng mà trong khi chưa về nhà tù, mình có cảm giác là chúng nó lịch sự. Tức là coi như trong giai đoạn đầu ông hoàn toàn thành là ngây thơ cho đến khi mà thực sự bị đưa vào tù. Đúng như vậy. Vì tôi cũng nghĩ rằng nó cũng lịch sự như mình thôi, nhưng mà hoàn toàn trái ngược. Ông khi mà ông bắt đầu nhìn thấy cái mặt trái của họ thì cảm giác của ông như thế nào về ngày về hay ngày tha hay tương lai? Trong khi tôi bị bắt thì tôi biết mình là ai, nó là ai. Và khi về đến nhà tù thì tôi cũng hiểu nó là ai, mình là ai. Nhưng mà tôi có một cái thái độ rất là cứng rắn đối với họ, là tôi bảo vệ với cái vị trí của tôi là một tù binh. Nhưng mà là nó thì không biết quy chế tù binh là cái gì cả. Nó chỉ biết mình là một người phạm pháp, nó đối với mình như là những người phạm pháp. Nhưng tôi thì tôi nói là không, nếu không cho tôi hưởng quy chế tù binh thì tôi coi tôi là tù binh chứ tôi không phải là người phạm pháp. Tôi vẫn giữ cái thái độ thế. Và trong 21 năm thì nó cũng có những nhượng bộ đối với tôi, là vì tôi không đi lao động. Tôi bảo một là đem bắn thì không bắn đi, hai là không, tôi là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi không làm những việc này. Lúc nào tôi nhận là tôi là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đối với nó câu nói nó rất là chướng tai và không ai dùng. Nhưng mà tôi dùng,
trong suốt 21 năm tôi tránh được lao động là vì lúc nào tôi sẵn sàng, anh không thích thì anh mang bắn đi, tôi không có điều gì nói với anh hết. Lý do tại sao mà ông nghĩ là họ vẫn giữ ông? Lý do tại sao mà ông nghĩ là họ không bắn ông? À, tôi cũng không nghĩ. Tôi nghĩ rằng trong trước khi tôi đi thì tôi biết là mình bắt được một số sĩ quan cao cấp của nó, mình đối xử rất là đàng hoàng, thì tôi nghĩ rằng đến một giai đoạn nào đó thì sẽ có trao đổi. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Và nó không giữ tôi vì tôi cũng là cái vốn của nó, vì người của nó bị mình bắt cũng nhiều, các sĩ quan cao cấp thì mình có. Thành ra tôi rất là vững. Tôi nghĩ rằng nếu chiến tranh còn thì tiếp dũng từ cũng phải có giai đoạn chấm dứt. Tôi không nghĩ là nó thống nhất. Tôi nghĩ là đến một lúc nào đó thì chấm dứt thì hai bên sẽ trao đổi. Thì cho tôi giữ cái tư thế của tôi là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói cho họ biết như vậy. Các anh thích bắn thì thích, không thích thì cứ bắn đi. Tôi không có ngại về này. Nhưng mà không bao giờ tôi nói tôi là tù các anh ấy. Tôi là tù binh. Cũng như là người của các anh chúng tôi bắt rất nhiều cũng là tù binh, chúng tôi đối xử đàng hoàng. Không như là các anh đối xử với tôi. Tôi nói như vậy. Và suốt 21 năm tôi không có lao động, không làm gì cả. Các anh em trong biệt kích dù thì những người bị bắt với ông hoặc là những người ông huấn luyện, họ vẫn xem ông như một người lãnh đạo của họ ở trong tù. Thì ông có nghĩ là bởi vì một hành động đặc biệt nào đó không? Hay là tại sao mà họ lại đối xử với ông như vậy, trong khi cũng có những sĩ quan khác mà mình có thể nói là họ không đối xử như vậy? Cái này thì tôi cũng không biết vì sao. Thế nhưng mà những anh em biệt kích cùng bị bắt với tôi trong giai đoạn đầu thì tôi không được liên lạc với họ. Rồi ít nhất là cũng khoảng chừng 9-10 năm sau có thể gì họ mới đi những nhà tù, họ đưa tôi về những cái toán chung với anh em biệt kích, thì họ cũng là những cái toán riêng. Thì các anh em biệt kích bị bắt thì họ cũng đi ra lao động như những người tù khác. Nhưng mà tôi thì tôi không đi lao động, tôi từ chối cái việc lao động. Tức là bởi vì họ nhìn thấy ông từ chối cái việc lao động và sẵn sàng nhận cái sự chết, cho nên họ ít nhiều là nghe lời ông. Tôi nói với họ là ngày nào tôi còn sống thì tôi là tự coi tôi là một tù binh. Nếu không chấp nhận thì chứ tôi muốn bắn mới làm gì thì làm. Tôi không có phải là người tù của anh. Riêng cái đó là đối xử với lại mà những người tù và những người cộng sản. Nhưng mà còn cái động lực nào mà để cho ông giữ là ông có thể đối diện với cô đơn hoặc là không nói chuyện với ai trong một thời gian dài hoặc là khác với những người khác, thì nó cũng có những cái ảnh hưởng, áp lực về tinh thần, áp lực về đời sống, rồi về vợ con, về gia đình, thì ông đối phó với những việc đó như thế nào? Cái đó thì nó là những biến động về tâm lý. Bây giờ mình ngồi nói thì không nghĩ ra, nhưng mà trong những điều kiện đó thì lúc nào tôi cũng mấp mé ở trong tay là nếu mình trêu chọc nó quá nó có thể xử lý mình. Tôi chấp nhận cái điều đó. Tôi bảo các anh không chấp nhận tôi là tù binh thì làm gì thì làm, như tôi nói với các anh là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không có đi lao động, không có làm cái chuyện như này. Một là để, hai là bắn, cứ thế thôi. Trong một cái khoảng thời gian một ngày 24 tiếng đồng hồ thì thường thường cái sinh hoạt của ông như sao? Ở trong nhà tù nó là một cái dãy nhà dài, mỗi ngày nó cho một cái chiếu, một cái chăn. Thế cứ nằm đấy, đến sáng ngày càng nó tội ra thì là người ta đi ra ngoài kiếm mất miếng ăn rồi đi diễn xếp hàng đi lao động. Thì tôi kêu họ làm gì thì làm, tôi cứ nằm trong chăn, tôi cứ nằm trong, tôi đắp chiếu thì nằm đó thôi. Rồi khi nào chiều về thì họ cho tất cả tù đi ra suối tắm thì tôi lại đi theo. Sáng dậy nó có cái giếng đi ra rửa mặt thì tôi để cho từ người ta đi rửa mặt trước để đi lao động, rồi tôi ra sau, tôi từ từ đi ra đi rửa mặt. Tôi cứ một mình thôi, người ta đi làm hết từ năm trong đó thôi. Tôi cũng ngày này qua ngày khác, tôi không ngờ đến 21 năm tôi cũng không có thời gian nữa, tôi không có để ý thời gian nữa, và cứ như thế thôi. Tôi cứ ù lì, nó muốn làm gì thì làm, tôi chấp nhận chết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới.